Rồi 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 em lên rồi rồi phải lên chứ đèn đâu đèn đâu chị có đèn không này bác này lùi lại ạ bác này rồi chết đi ạ chỉ cần nơi đây là cơ quan báo nhân dân giải phóng miền Nam Việt Nam tại thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước họp đoàn kết hội viên nông dân nêu cao vai trò chủ lực quân cách mạng đất bám đất giữ làng thi đua sản xuất anh dũng kiên cường trong chiến đấu và với tinh thần tất cả cho vị trí tất cả cho chiến thắng góp phần to lớn và sự chứ đụng 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 mấy dòng chữ giống nãy cái tay chữ coi coi luôn đây 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 qua phải coi coi rồi đây 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 để chữ tay chú di chuyển á tay chú di chuyển à. Đừng nhìn cho em đau tự nhiên Hãy subscribe.
xuống, đưa xuống dạ. Lại đi hôm nay là dùng rồi lời đi. Xuống ra dạ dạ lên luôn. Rồi đi thẳng vào, đi thẳng vào trong. Rồi ok. Chậm ở nhà đi xuống đây, dây nhìn về hướng xa xăm á. Ừ. Nhìn đó. Rồi, dạ, lâu tới lâu tới lâu tới lâu tới lâu tới lâu. Rồi, anh lại lên lại một lần nữa để em lấy. Rồi, xuống đây. Nói chung thì là nên cho những cái này cũng hơi bị có là thời gian bị hơi gãi à. Thì nhiều khi cũng chi bộ cũng đặt thêm một hai cái để ngừa đấy. Hơi ngửa quá đấy, cái logo tháng 9 năm 2019 cũng mới đấy à? Mới. Trước đây thì cũng năm 2013 phó bí thư của xã, phó bí thư thường trực của xã. Xong rồi lên làm chủ tịch. Vâng, xin cảm ơn anh vì em thích cái này quá, thấy anh bảo thấy cả hai ba người đều đeo. Đeo luôn. Nếu ai không biết hỏi nổ người ta hỏi sao chiến sĩ thi đua 5 năm liền á. Anh Quảng ơi. Đấy,
phải vào vai nữa. Quá hay. Lên này. Được rồi. Xoay 4 quanh 180 độ khác. Nó xe bự không lắm cạnh mua đây giờ một mình thôi. Một cái bông hoa hay một cái gì đấy, thấy cả cảnh cây cơ nghiêng này nữa này. Có cây cơ nghiêng đẹp quá đấy luôn rồi. Ôi ok đến cứ để đi đi. Mở thế đúng không? Sau 4 lần xét nghiệm mới phát hiện được dương tính. Kinh nhỉ? Ai vậy? Ở ngoài Hà Nội. À. Cái này hôm nào đưa vào cái hình ảnh mà anh em đoàn đi nhé. Hôm đấy nó có cái chỗ cột mốc Tân Biên. Hả? Đang quay mà. Đây là chưa ra ngoài này. Rồi xong. Đâu vô? Quay cái đồ nhiệt cao su ấy. Bấm rồi em. Chéo sang rồi. Chéo sang phải trái. Để đoàn anh em cũng đi. Giờ mình đẩy cao su luôn sẽ hết. Thank you.
Hôm nay mà đã được nhìn thấy cây bao giờ đâu. Đấy. Hết trái. Vâng, hay quá. Vâng. Em muốn là bác để bác có động thái thôi. Nó động thái như nào là phải do bác. Sau đó. Mà. Nên mình vào ngó thì có thể nó không đẹp. Bảo sao cái nguồn phân của mình là cũng là phân hữu cơ từ mình phân bò Campuchia về rồi các cái phụ phẩm của công nghiệp á. Dạ. Mà ở đây là thấy những cái phụ phẩm vỏ rồi này khác nó về rồi mình phân gà phân bò mình cho nó sợ là nó để lâu dài đất thì cũng không được. Thì mấy năm gần đây này tôi lại xài cái của Bỉ, của Hà Lan mà cái đó là chuẩn cho ông rồi. Trong giai đoạn cần thiết, còn hữu cơ này chứ. Vâng. Hữu cơ của Việt Nam chính. Bình Điền. Mình cũng xài. Anh nghe ạ.